Chào mọi người nhá. Hôm nay tiến hành đổi gầu với cả đổi xích cho anh em Quảng Trị đây. Hôm qua anh em Quảng Trị bắt xe từ thành phố Đông Hà vào đến bãi của chúng tôi tại Bình Dương để mua một em Rosan. Con này mới rút công, máy gươm đẹp long lanh luôn. Đưa ra luôn. Và anh em thì đang thử một con viên nữa. Của con Honda 6019 thì mới chốt được con này. Thì là chúng tôi sẽ tiến hành đổi gầu, trao đổi gầu, rồi cộng thêm nữa là đổi bộ xích, nên là đẹp long lanh được. Đây là một cái kính chắn gió đằng trước nữa. Và anh em ngày mai đăng kiểm xong phát là về đến thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Sắp tới thì chúng tôi sẽ về thêm một số công của dòng máy, đó là máy PC60-6 cộng với lại ESI và Sumi F2. Thông qua video này thì cũng rất là cảm ơn anh em. Đây, anh em đang thử con này nữa này, đang ngồi kia kìa. Thông qua cái video này rất là cảm ơn anh em bà con cô bác đã tin tưởng và mua ủng hộ cái sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và hôm nay là ngày 16 tháng 7, và anh em rảnh rỗi ra thử tiếp một con Hyundai 60-9 này. Ông anh đang lái đây là mua này, ông kia thì đang ngồi quay này, ông kia cũng đang máu lắm rồi, đi mua về để sắp xếp tiền này và đây bế thêm một con nữa. Honda 60-9 này, nếu mà quý vị và quý anh chị mà đang cần sử dụng cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi. Con này thì máy này chúng tôi sẽ cho anh em quay máy luôn. Cái này tôi sẽ nói thêm cái video này của chúng tôi luôn. Tại vì con này thì cái nhà này chúng tôi sang video rồi. Đấy, anh em nào mà đang cần lốp Solar đời 97 thì con này với cái giá tiền là 200 quý vị nhá, 200. Đồ đòn thì còn đẹp nguyên bản theo xe. Trải qua bao nhiêu năm nữa còn như thế này thì quý vị thấy rằng đây là một trong những sản phẩm
7 này của chúng tôi. Con này tôi quay sơ thôi chứ còn bữa trước là quay chi tiết cụ thể nhất rồi. Đấy. Còn ở đây nhà mình vẫn cứ đang thử thôi, rất là thích. Con này là anh em muốn sơn lại cái đối trọng này, đối trọng là sơn lại hết này. Đấy, còn thêm nữa là đổi một cặp lá xích này. Rồi cắt một tấm kính nữa xong. Con này thì không phải dọn cái gì cả, về phần máy thì lực các thứ là không phải dọn, chỉ có đóng lại áp quạt cầu thôi. Áp quạt cầu thì hơi nặng. Ở bên này chúng tôi có con PC nữa, PC con này là 560U, nút tròn, phần kỹ thuật, nước sơn còn nguyên bản, xe mới rút công, 50-2 em. Đóng mạnh nào, đấy. Không chen à. Đóng qua đi, đóng rồi. Rồi em đóng rồi. Đóng qua. Nhìn vui ha. Cái bê tông kia chốc ấy được không? Đập nó còn ra bê tông không? Đây còn sơn luôn mà, còn nước sơn luôn mà. Cứng nhỉ? Quay con này cho anh em coi này. Hả? Rồi. Có. Rồi bây giờ xin phép dừng video đây nhé. Quý vị có thể đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà quý vị đang cần. Thân ái xin chào và hẹn gặp lại.